cần thì em gọi thôi. Là người con của quê lúa Thái Bình đã bôn ba với đủ ngành nghề từ xây dựng đến may mặc. Xa quê bao năm đi xuất khẩu lao động, nhưng giờ đây anh Nguyễn Văn Chuân mới thấy quyết định của mình thật sáng suốt khi trở về đoàn tụ với gia đình, làm giàu trên mảnh đất của cha ông để lại và góp phần lan tỏa giá trị của cây dược liệu thông qua mô hình hợp tác xã với tên Hợp tác xã Nông sản Dược liệu Đồng Tâm. Cái tên thật ý nghĩa bởi mang tên thôn xóm, mang cả nỗi trăn trở của anh Chuân, mong mọi thành viên chung sức đồng lòng để đưa những cây dược liệu cổ truyền được sản xuất an toàn đến tay người tiêu dùng. Cái hiện tượng nặng nề nhất đối với nông nghiệp là hiện tượng chuột cắn phá. Thì với cây cúc chi này thì gần như là nó không bị ảnh hưởng về cái nạn của chuột. Thứ hai nữa là cây cúc chi này thì nó sẽ được xen canh vào các thời điểm mà bà con nông dân tại địa phương. Cúc chi là cây trồng chủ lực nơi đây. Là đất bãi bồi ven sông Luộc có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho cúc phát triển, nên ngay năm đầu tiên trồng cúc, Hợp tác xã Đồng Tâm đã thắng lợi lớn. Thành công ban đầu đã thúc đẩy vợ chồng anh Chuân cùng 7 thành viên trong hợp tác xã mở rộng diện tích trồng. Cho đến nay là 1,5 mẫu, thu 4,5 tấn hoa tươi mỗi vụ. Bám sát việc sản xuất sạch để cho ra những bông cúc dược liệu an toàn, trong quá trình canh tác, anh Chuân và các thành viên hợp tác xã chỉ sử dụng phân bón trâu bò ủ hoai, cá tạp rất sẵn bên sông, ủ để bón cho cây cúc nên cây tốt bời bời. Nước tưới được định kỳ kiểm nghiệm. Khi có sâu bệnh, anh chỉ dùng các loại chế phẩm sinh học. Cũng vì thế, ruộng hoa cúc vàng ruộm đến vụ thu rập rờn ong bướm và tiếng trò chuyện xôn xao của bà con chòm xóm miệt mài thu hái từ sáng sớm đến chiều muộn mà vẫn vui, vẫn khỏe. Tôi thì ở nhà là chủ yếu làm nông nghiệp, cứ cấy mẫu ruộng với vải xào hoa màu, bãi ngô rồi khoai các thứ lạc lúng, còn ngoài giờ thì là đi hái hoa cho vợ chồng chú Chuân này để thêm thu nhập. Cũng ra đi vừa vui là chính mà cũng thêm thu nhập, như thế là cũng khoảng 200-250 một ngày. Làm nông nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn, và nhất là làm nông nghiệp hữu cơ thì nó phụ thuộc vào thời tiết và sâu bệnh. Nên là mặc dù là cũng có nhiều khó khăn nhưng mà chúng tôi đã khắc phục bằng cách là áp dụng một số khoa học kỹ thuật, ví dụ áp dụng một số máy móc về bơm tưới, bơm tiêu để cho là không ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng của cây. Hoa cúc dược liệu tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc. Một năm trồng được một vụ, trồng từ đầu tháng 7 âm lịch đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 là có thể thu hoa, kéo dài trong khoảng 1,5 tháng. Mỗi ngày, một người hái hoa cúc cũng có thu nhập từ 100 tới 200 ngàn đồng, một khoản tiền kha khá khi nông nhàn mà công việc lại phù hợp với sức lao động của các bà các cô. Cúc hái xong sẽ chuyển vào lò sấy ngay để đảm bảo mẫu mã cúc vàng đẹp, bông vẫn tròn trịa và thơm mát. Anh cho biết, cứ 7kg hoa tươi thì ra được 1kg trà hoa khô. Những gói cúc chi tại vùng quê lúa Thái Bình đã được chuyển về các shop trà hoa, cửa hàng dược liệu, các địa chỉ quen thuộc trên khắp phố phường Hà Nội theo kênh bán hàng online. Do diện tích trồng còn chưa mở rộng được nên sản lượng cúc hoa chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Một vài năm tới thì cũng muốn dồn diện tích để cây trồng với diện tích nhiều hơn để đáp ứng được nhu cầu ngoài thị trường và cái sản xuất với quy mô rộng hơn ạ. Mô hình này thì cũng là một cái mô hình mới ở địa phương. Thế và đặc biệt thì hội viên Nguyễn Văn Chuân là cũng đã áp dụng cái khoa học công nghệ vào sản xuất trong sản xuất. Thì cái mô hình này ở địa phương chúng tôi cũng đánh giá là có hiệu quả kinh tế cao. Hết vụ hoa cúc, đất đai được chuyển đổi sang trồng cây bạc hà và tía tô. Anh Chuân cho biết, trà bạc hà và tía tô bán rất chạy trong thời điểm dịch Covid vì tính dược của sản phẩm vừa sát trùng đường hô hấp và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trải qua rất nhiều nghề, đi đến rất nhiều vùng đất, anh Chuân nhận thấy không đâu bằng làng quê mình. Dù sự lựa chọn nghề nông có vất vả khó khăn, nhưng nếu mình biết lựa chọn đúng cây trồng và canh tác bài bản khoa học, tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu thì nghề nông sẽ bền vững.
Về quê lập nghiệp, anh Chuân tìm thấy sự ấm áp của thôn xóm, thấy hạnh phúc gia đình, thấy tâm hồn bình an mỗi khi ngồi bên ruộng hoa cúc trổ hoa rực rỡ. Tết đến xuân về hay bất cứ giờ nào, ngày nào thì chảo hoa cúc chi cũng có thể dùng được. Chén trà nóng, đượm mùi thơm mát đặc trưng của hoa, pha thêm chút mật ong thì ngày đông lạnh cũng trở thành ấm áp.